Có bao giờ bạn đã bị mất acid reflux chưa? Có rất nhiều lý do để các bạn bị xảy ra tình trạng như vậy. Một là các bạn quên mật khẩu, hay đại loại như là các bạn bị hack chẳng hạn. Và có rất nhiều lý do, nhưng đặc biệt là cái vấn đề hack. Vì nếu như bạn không biết những người trong video này, thì có khi họ vào game và hoặc là các bạn kết bạn với họ, thì các bạn sẽ có nguy cơ bị ban acid reflux hoặc là các bạn bị mất acid reflux nha. Tuy nhiên lưu ý đây chỉ là một video giải trí thông thường, và nó có một số hình ảnh riêng mình muốn nhắc đến cho các bạn, đó chính là Dead Queen Hello. Đây là một hacker đang rất nổi, và mời các bạn xem video về người hacker này. Nếu bạn đang chơi Roblox thì đừng bỏ qua. Đây là một hacker mới trong Roblox, một trong những hacker nguy hiểm nhất Roblox. Người chơi này có tên là Dead Queen Hello, và không có lý do gì để thay đổi hình đại diện của bạn, bởi vì hacker này đã hack tất cả hình ảnh đại diện của người chơi. Cô ta đã hack vào game Tower of Hell và rất nhiều tựa game khác, và cô ta tham gia tất cả trò chơi đó và nói rằng trò chơi này sẽ không kéo dài được lâu nữa. Cô ta cũng có thể tìm thấy nơi bạn ở nếu bạn nhận được yêu cầu kết bạn từ cô ấy, và đặc biệt không nên chấp nhận hoặc là từ chối, cứ để nó hết hạn. Và khi hacker làm hỏng máy chủ, nó sẽ không cho phép bạn rời đi. Họ đã hack rất nhiều máy chủ và làm hỏng rất nhiều thiết bị của người chơi khác. Đây chính là hình đại diện của tên hacker đó. Tôi hy vọng mọi người sẽ an toàn và không bị hack bởi cô ấy. Ok, xem xong thì các bạn có thể dự đoán đây là một hacker mới, và hacker này có một giai đoạn nó khá nổi bên Roblox của nước ngoài, và đây chính là hacker đã offline được 17 tháng trước ấy, các bạn có thể thấy. Và đây chính là bạn của cô ấy, một người bạn duy nhất nha các bạn. Ở đây này, content delete, mấy cái kiểu như vậy là thường là account nó bị xóa. Và các bạn có thể thấy là cô ấy sẽ đổi tất cả avatar của các bạn khi mà cô ấy gặp. Cái này thì mình không biết có thật hay không, nhưng mà các bạn có thấy khi các bạn gọi Dead Queen Hello nè, đa số tất cả người chơi ở đây sẽ bị đổi avatar giống như là người này nha. Đấy, ở đây nó chỉ nói là hacker trong Tower of Hell thôi. Ui, mới nói sao cái máy tính của mình nó giật cái luôn các bạn, ghê thì chứ. Thì trong video đó thì bảo cô ấy chỉ hacker Tower of Hell thôi, nhưng mà có thể là sẽ qua Lockwood nha. Bây giờ thì mình sẽ khám phá account này coi nó có thật sự là như vậy hay không. Account này được tạo vào ngày 24 tháng 7 2021 nha. Đây, pay của cô ấy là 20.000 người visit. Ok, bây giờ thì mình sẽ vô cái play này xem như nào luôn. Ok, mình đã vô từ game này, và chắc chắn là nó sẽ không có gì nếu mà các bạn thấy cái map này. Hồi nãy mình mới vô, nó cho mình một cái thông báo là mình bị kích các bạn. Oh my god. Nói chung là hacker này sẽ là hacker mà các bạn có thể gặp khi mà cô ấy vô game và các bạn gặp. Và người đó có cảnh báo là các bạn đừng bao giờ kết bạn với lại những thanh niên như vậy. Tại vì hacker mà các bạn, dù ở ngoài đời nếu mà các bạn có gặp mà ai mà các bạn không tin tưởng hay người lạ thì các bạn cũng đừng cho họ thông tin về bản thân nha. Đấy, cái đó là các bạn phải biết, tại nếu không thì không chỉ trong game đâu mà các bạn có thể gặp nhiều thứ ở ngoài nữa. Ok, đây chính là các bạn, nếu mà gặp người này on vào trong Lockwood thì các bạn đừng bao giờ kết bạn nha. Và cũng an toàn hơn thì các bạn nên out luôn server đó. Là Tuber 93, nhưng mà khi các bạn gõ như vậy thì nó sẽ không ra được cái tên của người đó nha. Các bạn phải gõ cách ra, các bạn enter một cái, nhưng mà là phải là ở phần experience nha các bạn, tức là game ấy. Đây thì các bạn sẽ thấy được Miss City 4. Chắc là đây là một hacker mà có thể nói là anh ta đã bị ban khỏi Lockwood, là cái tài khoản các bạn sẽ không thấy được đâu. Đây chính là cái tài khoản này nha các bạn. Tài khoản này đã bị xóa và các bạn sẽ không bao giờ tìm được nếu như các bạn không sử dụng mẹo là cách cái tên ra và tìm ở game của anh ta nha. Những hacker nguy hiểm nhất Roblox. Phần 1. Tuber 93. Tuber 93 là một nhóm hacker khét tiếng hoạt động vào đầu năm 2020. Họ nổi tiếng khi hack một số trò chơi trên trang nhất, đáng chú ý nhất là Meep City. Khi bạn chơi Meep City trong lần hack thứ hai, bạn sẽ không thể rời khỏi trò chơi. Mặc dù người chơi không thể rời khỏi trò chơi, nhưng tài khoản của họ sẽ vẫn an toàn. Người chơi cũng được tặng một lượng tiền cực lớn trong trò chơi. Nhóm không muốn gây ác ý bằng cách đánh cắp tài khoản, mà muốn nhận được phản ứng từ trẻ em khi tựa game Meep City bị hack. Đây là video khi Meep City bị hack. Như các bạn xem hồi nãy mình cho các bạn xem á, cái video mà nói về Tuber 93 thì cụ thể ở đây anh ta là hacker Miss City nha. Và anh ta đã hack vào Miss City và anh ta đã bị xóa tài khoản khỏi Roblox. Tuy nhiên thì hack thì vẫn là hack các bạn, anh ta có thể tạo một tài khoản khác. Và nếu không may thì các bạn biết rồi đấy, lúc đấy Miss City khá là nổi,
Nên là khi mà các bạn thấy Love Food nó cũng đang nổi đúng không, thì có nguy cơ anh ta sẽ hack vào Love Food. Nên là bây giờ thì chúng ta sẽ thử trải nghiệm sơ sơ về account của Tuber 93 nha. Đây, 18k người follow, tức là anh ta đã từng gá nổi. Và đây chính là skin nha các bạn, một cái lưỡi hái và một cái băng gạt đầu, nó tên là Rose, tức là hoa hồng. Và cái cụ thể ở đây chính là cái mặt này nè các bạn, chính là cái t-shirt này. Cái t-shirt này khá nổi nha, tại vì bởi chính hacker mà các bạn đấy. Ok, nhìn chung thì anh ta cũng có 19 bạn, nhưng mà account này bị xóa rồi bạn đấy. Chứ mình nghĩ là khi các bạn tìm nó cũng sẽ như vậy nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng một con game, mà con game đó là 6 triệu người visit trước đây. Đấy, các bạn thấy ghê không? Và nó update vào ngày 7 tháng 6 các bạn, ngày 7 tháng 6 2023, mới đây luôn nha. Có thể là Love Food cũng sẽ bị hack nếu như hacker này nó vô đây nha các bạn. Nên là các bạn được kết bạn với ai mà các bạn đừng quen biết đây, ví dụ như người này. Ok, mình sẽ vô nha. Ok, mình đã ở trong game nha các bạn, nhưng mà cái này mình sẽ tắt tiếng của Roblox nha các bạn, tại vì cái tiếng ở đây nó kiểu nó làm ù tai các bạn ấy, nó cực kỳ kinh dị luôn. Và đây chính là game của anh ta nha. Con game này nó có một điểm đặc biệt thì mình sẽ cho các bạn xem đây, các bạn thấy không? Vô đi game này các bạn sẽ gặp một thanh niên mà nó cầm cái cây gậy nó đi quýnh người, mà đây là NPC nha các bạn, không phải là người thiệt. Đây, khi mà các bạn để thoát game á, ấy thì nó sẽ chuyển cho các bạn vào một cái con game y chang vậy luôn. Tức là có nghĩa là các bạn sẽ không bao giờ out được tựa game này, nhưng mà các bạn ấn Alt cộng F4 thì được nha. Ở trong video này có một số hình ảnh rất là kinh dị, nên là nếu được thì các bạn có thể tự khám phá. Nhưng mà điểm đặc biệt của video này là dây Best Shop Miss City nha các bạn. You really talk gì các bạn? Đây, mình sẽ out cho các bạn xem nè. Đấy, các bạn thấy không? Out, vô nè. Đó, mình out tiếp, nó lại cho mình vô tiếp. Đây, out tiếp, out liên tục thì nó vẫn như vậy nha. Đấy, có thể nói đây là tự nhiên các bạn không bao giờ thoát được. Nhưng mà các bạn chỉ cần ấn Alt của mấy 4 là xong rồi. Ok, người tiếp theo là Lucky Master nha. Đây chính là người đã hack vào hệ thống của Love Food. Yesterday Blocks Fruits got hacked. Nobody knows who hacked the game. On this photo from my friend it shows the messages they put on screen. And this might show who the hacker is. Lucky Maxer is a former Roblox administrator. He was terminated for hacking and deleting accounts with his Ben Hammer. This may not be him, but in the messages, they were complaining about 2017 bunny ears. He also was complaining how Deepwoken costs for 100 Robux to play, which might mean he will hack Deepwoken next. And he also said something about beware action, fighting genre games. So many fighting and action games will be hacked. He was also spamming these links, which could actually take your info. Don't click on any of these links because your information could be leaked. Make sure you stay away from action fighting game since they will be hacked. Hồi nãy các bạn có thể thấy được cái video mình cho các bạn xem, thì cái video đó là một trong những cái video mà nó nói về việc Lucky Master đã hack vào Love Food để trả thù vì anh ta đã kiểu như là bị đối xử không tốt. Cái đó thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ là các bạn đã biết rất là nhiều cái câu chuyện về thanh niên này rồi, nên là các bạn chỉ xem cho vui cái đó thôi cũng được. Và anh ta đã trước đây đã từng hack cái trước nhiều cái của Roblox rồi, chứ không phải là mới đây mới hack Love Food nha các bạn. Có một sự kiện là 2017 bên ES đi, đó chính là một cái tai thỏ. Và khi mà các bạn mặc cái tai thỏ này vô, đây cái tai thỏ này đó các bạn, đây nè, admin bên ES of Mystery nè các bạn. Mình nhớ là hồi xưa là 2017 2010 mấy các bạn, cũng có một cái tai thỏ. Khi mà các bạn mang cái tai thỏ đó vô thì các bạn sẽ bị hack ạc hay kiểu gì á, mình nhớ là vậy thôi. Còn nếu bạn nào biết các bạn có thể comment bên dưới nha. Và đây chính là admin cũ, đồng thời cũng là key hacker luôn nha. Đây, đây là thanh niên mà có thể nói là được admin liệt kê vào những hacker nguy hiểm nhất. Và nếu mà các bạn có được admin thì các bạn đừng kết bạn nha, coi chừng các bạn bị bay ạc Love Food hoặc là reset level của Love Food đây. Thanh niên này thì không có game để chơi, nên là chúng ta chỉ xem xét ở ngoài thôi. Hạt này thì được tạo từ ngày 20 tháng 4 2008. Đấy, đây là một cái hacker nhưng mà kiểu như là không biết là tốt hay xấu các bạn, nhưng mà có một số truyền thuyết các bạn có thể lên mạng xem nha. Nói chung đây là ba người mà mình tìm được trong video này, mà nếu như các bạn được kết bạn hoặc là được mấy hacker này yêu cầu kết bạn thì các bạn đừng chấp nhận nha.